Hello, chào tất cả anh em. Lại một ngày mới bắt đầu nữa của mình. Đây là đầu cầu Nhật Tân nha. Nay bắt đầu mình lang thang xuống khu Hà Đông này, đi qua cầu. Chúc mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ. Đây là cầu Nhật Tân này. Ô tô chạy qua cứ rung chân. Đây là khu công viên này, công viên chân cầu. Những tòa nhà cao chót vót. Xe ô tô chạy mầm, tấp lập sáng sớm đi làm. Phải làm mấy con, không làm thì phải có đầu óc. Tính toán đi mẹ nước lọc về. Đây là chùa Vạn Phúc à? Chùa Vạn Phúc, Đông Anh, Hà Nội. Chùa này gọi chùa Vạn Phúc. Vạn Phúc à? Vạn Phúc, Vạn Phúc, Đông Anh, Hà Nội. Còn cái chùa bên cạnh là chùa Tỷ Phúc. Khuôn viên mọi thứ rất rộng rãi. Còn lại chùa Triệu Phúc. Thoáng mát. Hiện tại chùa đang tu sửa. Nơi đây là Phật, hai vị Bồ Tát ngồi trên đỉnh. Cho con xin mạn phép con quay hình các vị, các ngài. Nữ hương thắp hương, mọi người đến đây thắp hương. Cúi bái lại Phật, lại Bồ Tát. Những ngôi đình, ngôi chùa này đang quay hướng ra dòng sông nhỏ phía trước. Rất phong thủy mát, thanh tịnh. Đây là phía trước. Cây cối bờ tre, có lối đi dưới bên dưới. Mời mọi người thưởng thức, chiêm ngưỡng. Mình sẽ review phong cảnh. Chùa chừa hướng ra bờ sông, dòng sông nhỏ.
Khuôn viên phía trước của chùa. Những cây hoa hướng dương, hoa cúc, các loại hoa. Phía trước kia có mấy cây hoa đào. Hết Tết rồi là vẫn đẹp này. Có quả ấy. Này con xin nguyện theo người, nguyện theo tu dưỡng bản thân. Thân con còn nhiều tội nghiệp. Đây là cây dâu trong chùa rất là sai, chúc chịu luôn, đẹp. Cổng chùa hướng ra ngoài dòng sông. Chùa có hai cổng, có một cổng nhỏ đằng kia, một cổng này. Chùa Vạn Phúc ở Đông Anh, Hà Nội. Hiện tại chùa đang tu sửa, xây dựng thêm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chùa Vạn Phúc. Cõi xa bà mê muội, trầm luân trống chuyện, âm vang nơi giác ngộ. Cửa tam quan, tình thương rộng mở, chuông ngân đồng vọng tiếng từ bi. Pháp môn không kệ xiết, khiêu đèn bát nhã đón người mê. Chùa rất thanh tịnh, yên tĩnh. Chùa hiện đang tu sửa, nên hiện tại ít người đến thắp hương, không có người đến. Những khối sắt rầm, không biết là chùa đang định xây ở đâu nữa, chắc đang ở phía đằng kia. Thấy đào móng sâu lắm, xây thêm. Cây cao, cao chót vót. Chú Tiểu đứng đây hoan hỉ đón mọi người đi vô.
tiêu này, đuôi lá sen này. Nam mô A Di Đà Phật. Một khuôn khuôn viên này là các vị Phật ngồi thiền đàm đạo. Hướng ra phía đằng trước bờ sông, dòng sông. Cho con xin mượn phép quay các ngài. Có điều thì sai trái xin các ngài thứ lỗi cho người gian mà thì, trần gian mà thì chúng con. Chùa đang kiến thiết xây dựng thêm, nơi này đang ép cọc, cọc để xây chùa Vạn Phúc. Chùa rất rộng nên là mình quay sơ sơ cho mọi người biết đến Phật ngôi chùa Vạn Phúc.